À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 29 tháng 10 Nhận định thị trường và các cổ phiếu từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 à, Trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán Thì phiên giao dịch ngày 29 tháng 10 năm 2021, các anh chị thấy có thể là một phiên tiếp tục mua vào nhé à, Có hiện tượng chốt lời sau đó thì lại dòng tiền mua vào khá là mạnh ở cuối phiên và kết thúc phiên là tăng 0,4% với khối lượng rất là lớn thì các anh chị có thấy là hiện nay là dòng tiền đầu cơ là bắt đầu vào khá là nhiều nhé thì khối lượng giao dịch của mình tăng như vậy với viên 30 thì sao viên 30 cũng tương tự như vậy đúng không ạ à, có cái dòng sự chốt lời xong đó thì kéo lên đóng cửa ở gần gần cao nhất của phiên tăng 0,2% khối lượng lớn HNX Index và Up Index cũng tương tự vậy Thì chị có thấy là VN Index và VN30 Thì đang trong cái xu lên anh chị nhé Vẫn trong cái xu lên Cái này thì chúng ta cũng không cần phải nhận định nhiều Ở đây thì uh, sẽ có hai quan điểm Thứ nhất là quan điểm thỏ non Và thứ hai là quan điểm cáo già Thứ nhất là những người về quan điểm thỏ non á, Thì khi mà thị trường lên như thế này anh chị này Thì người ta sẽ Sẽ hiểu là Giai đoạn thị trường đi lên Và người ta đặt niềm tin vào cái sự đi lên của thị trường Tất nhiên sau đó thì chúng ta sẽ phải đếm cái sự phân phối tùy theo các cái hoạt động của các cái nhóm ngành của các cổ phiếu. Khi mà các cái nhóm ngành hoặc các cổ phiếu mà có những cái hiện tượng chạy nước rút, chốt lời đúng không ạ? Và chuẩn bị đảo chiều thì chúng ta sẽ quan sát cái nhóm đó cùng với thị trường để chúng ta đánh giá thị trường. Còn như hiện tại thì chúng ta vẫn đánh giá thị trường trong một cái xu hướng lên và chưa có cái hiện tượng phân phối ở phía trên này nó chỉ có phân phối ở phía dưới này thôi. Chỉ đa phần là rút bỏ. Như ở đây thì sẽ là đang là xu hướng lên thì quan điểm thỏa non á, sẽ là ghi nhận thị trường đi lên và chúng ta nắm giữ không chặt cổ phiếu đó là lý do tại sao mà những cái nhà đầu tư mà người ta đặt niềm tin vào cái cái sợ cái, cái cái hoạt động hiện tại của thị trường á, người ta sẽ được những cái lợi nhuận lớn còn quan điểm nhà đầu tư cáo già là gì nhà đầu tư cáo già thì họ sẽ thích bắt đáy thích mua rẻ và khi lên một cái là họ sẽ có hiện tượng chốt lời rất nhanh các chị nhé thì ở đây thì nếu một số nhà đầu tư cáo già thì người ta đã chốt người ta đã chốt lời rồi hoặc có thể T3 T4 họ đã chốt lời rồi thì đây thì mình cũng chia sẻ với quan điểm các chị là theo cách tiếp cận của thao chứng khoán á. thì đây thì mình à, sẽ không không hẳn là quan điểm của nhà đầu tư thỏ non mà cũng không hẳn là quan điểm của nhà đầu tư cáo già tức là sao tức là chúng ta biết khi nào chúng ta cần phải thỏ non và khi nào chúng ta biết phải cáo già đúng không vậy thì hiện tại chúng ta cần phải như thế nào hiện tại chúng ta cần phải có tư duy của nhà đầu tư thỏ non tức là khi thị trường lên chúng ta đang nắm giữ các cổ phiếu tốt đúng không ạ? Rất nhiều các cổ phiếu tốt chạy rất là mạnh hiện nay. Thì lát anh chị có thể xem, các anh chị có thể xem ở trong cái file Excel mình hay gửi này, các anh chị chỉ cần xem những cái danh sách cổ phiếu mạnh này. Đúng không? Thì thì ở đây chúng ta có rất nhiều cổ phiếu mà cho chúng ta lợi nhuận rất là lớn như nhá. Đặc biệt là cái nhóm bất động sản này, này. Đúng không ạ? Rất nhiều nhóm xây dựng này thế này, rất nhiều cổ phiếu cho cái lợi nhuận rất là cao. Thì ở đây thì chúng ta cũng không phải đi đoán, phán đoán thị trường là lên hay xuống hay như thế nào, đúng không? À, khi mà thị trường nó đang xuống lên thì nhiệm vụ của chúng ta là ôm chặt cổ phiếu trừ khi cổ phiếu nó rút bỏ chúng ta thôi còn nếu cổ phiếu nó không rút bỏ hoặc phạm vi phạm các nguyên tắc thì chúng ta phải ôm chặt, <laughs> ôm chặt cổ phiếu để nắm giữ cái lợi nhuận anh chị nhé thì cái chiến lược ở đây đối với mình nhận định thị trường ấy, là chúng ta nắm chặt cổ phiếu đúng không quản trị danh mục tất nhiên nếu cổ phiếu xấu và rút bỏ thì chúng ta cũng phải nên để bị ao cùng thị trường ngoài ra chúng ta có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu hoặc mua gia tăng rất nhiều anh chị nếu mà theo dõi kênh chứng khoán một thời gian dài thì đều thấy được là chúng ta đã có rất nhiều cổ phiếu mà cho lợi nhuận rất là lớn. Ví như các anh chị có thể tìm thấy các cổ phiếu như là ví dụ như là IDG này, đúng không ạ? Rất nhiều các cổ phiếu như thế này nhé, ví dụ Nam Long, đúng không ạ? À... NTL, đích, đây là những cổ phiếu mà các anh chị xem nếu theo dõi kênh các Chứng Khoán thì chúng ta đều phát hiện ra những cái cổ phiếu như thế này không những ở các cái điểm mua bùng nổ mà kể cả những cái điểm mua kiệt vôn chúng ta cũng đã phát hiện ra rồi, rồi thì các anh chị thấy đích này nó đang chạy nước rút đây này cổ phiếu đích này đang chạy nước rút đấy ba phiên mua lại này, đang chạy nước rút đây này đấy. một số cổ phiếu có dấu hiệu chạy nước rút thì chúng ta cũng phải thận trọng hơn một chút đây nhá thì ở đây cái nguyên lý mình nói thỏa non này cáo già là để ví von cho chúng ta hiểu rằng là khi mà thị trường lên này này đúng không thì nhiệm vụ của chúng ta là hãy ghi nhận thị trường thôi chúng ta đừng có đón đau làm gì cả đúng không ạ không cần phải 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 cầm đèn chạy chiếc ô tô làm gì đúng không chúng ta thị trường nó đang lên thì hãy cứ ghi nhận là nó lên chúng ta không cần phải phán đoán là nó xuống và khi nào nó xuống nó xuống như thế nào đúng không ạ miễn là khi nào cổ phiếu của chúng ta thấy chúng ta thấy nó không ổn hoặc thị trường vi phạm các nguyên tắc bán thì chúng ta mới bán đúng không ạ ok anh chị nhé đấy là về thị trường chung à, các anh chị có thể nhìn thêm một chút một số cái thông số của thị trường chung này thứ nhất là cái số lượng cổ phiếu tốt các anh chị thấy nó uh, nó có chức lại rồi đúng không nó lại so với ngày hôm trước nhưng tuy nhiên nó vẫn trên cái đường trung bình và cái đường trung bình số lượng cổ phiếu tốt vẫn hướng lên điểm số thì vẫn tăng 0,7% tức là rất là tốt nhá tức là số lượng cổ phiếu tốt hiện nay vẫn duy trì khá là tốt và tăng điểm rất là mạnh như thế này thì nó cũng khá an toàn anh chị nhé về các cái nhóm ngành thì anh chị có thể thấy đây là tức hầu hết các cái nhóm ngành thì ở đây thì các anh chị thấy là mình có so sánh bình quân của các cổ phiếu này, này. là ngày 29 so với ngày 21 anh chị nhé thì thấy rằng là bình quân của các cổ phiếu này là 6,1% cái này nó sẽ khác với vn index anh chị nhé nó sẽ khác với các cái chỉ số khác bởi vì đây là ô tức là bao gồm cả vn cả sàn hsx cả hnx và upcom thì bình quân của bà cả ba cái sàn đó anh chị nhé tuy nhiên ở đây mình chỉ chọn những cổ phiếu mà nó có thanh khoản đều đặn thôi những cổ phiếu ít thanh khoản thì mình sẽ bỏ nó đi và bình quân của nó đang tăng sáu phần trăm thì những cái nhóm ngành nào mà mạnh thị trường chung thì anh chị có thấy như đây xây dựng xây lắp này rất là mạnh nó xây dựng xây lắp anh chị có thể nhìn thấy đây này. xây dựng rất là mạnh hầu như các anh chị nắm giữ các cổ phiếu này đều cho những lợi rất lớn đây đây l 14 này đúng không các anh chị mua ở đây thì các chị đúng không ạ từ lúc 100 trăm lên đến hai đúng không ạ ngày nào cũng có lời đúng không ngày nào cũng cho lợi nhuận đúng không ạ các anh chị nắm giữ sau một 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 tháng đúng không ạ chưa đến một tháng là chúng ta có thể nhân đôi tài khoản rồi đúng không ạ rất là mạnh cg này rất là mạnh này VC7 rất là mạnh này L18 rất là mạnh này Đấy, SD9 này đúng không ạ TLD này các chị thấy rất là mạnh đúng không ạ C69 này rất là mạnh nhá PDB này Đấy chị thấy khi mà rất nhiều cổ phiếu mạnh thì cái dòng nó sẽ rất là mạnh đúng không ạ dịch vụ hỗ trợ kinh doanh này cũng mạnh này à, bất động sản này mạnh này bất động sản thì rất là mạnh rồi đó các chị thấy này đích kìa IDG này đúng không 3 này VLC này rất là mạnh những cổ phiếu này các anh chị xem lại nhé là chúng ta đều phát hiện ra nó nhé chúng ta đều phát hiện ra những cổ phiếu mạnh này chứ không phải là không phát hiện ra nhé kể cả DRH nó chạy hai nền nó chạy hai nền mặc dù nó có tính chất đầu cơ ở đây nhưng mà nó chạy hai nền rất là rõ nét các anh chị thấy chạy một nền này đúng không sau một nhịp mà chốt lời của một số nhà đầu tư này nó chặt lại này cân bằng này đúng không ạ test cung ba này nó kéo lên thôi đúng không ạ? đấy đúng. những cái cổ phiếu này chúng ta đều có thể phát hiện ra được hết nhé chị nhé. đây, itc này rất là mạnh. nhất thì thì thì, thì uh, đâu đó có một số anh chị hoặc có một số cái kênh ấy, mà suốt ngày chia sẻ với các anh chị là là uh, mà 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 phán đoán theo hướng là sắp gặp đỉnh rồi hay là sắp phân phối ấy. bản chất như thế là chúng ta đang đang đi theo kiểu nhà đầu tư cáo già nhưng mà cáo già nó không đúng lúc đúng không ạ cáo nó không đúng lúc à, có những lúc thì chúng ta sẽ phải thận trọng đúng không nhưng có những lúc thì chúng ta phải phải bắt được những cái nhịp thị trường đúng không tìm được các cái dòng cổ phiếu mạnh đúng không thì các anh chị thông qua cái file xe hàng ngày gửi thì hoàn toàn các anh chị sẽ tìm ra các cái dòng cổ phiếu mạnh thôi thì cái file xe này thì mình sẽ gửi thông thường sẽ gửi cho các anh chị ở trong cái nhóm vip các anh chị nào mà không thuộc nhóm vip mà muốn nhận cái file xe này thì các anh chị vui lòng là like video comment video sau đó inbox cho mình qua zalo thì mình sẽ tặng các anh chị cái file này nó rất là cụ thể các anh chị có thể xem được là số lượng các cái cổ phiếu bùng nổ này Breakout out đấy các cổ phiếu mạnh nhất này các cổ phiếu kiệt vôn này các cổ phiếu xu lên cây trên này đúng không các cổ phiếu cho điểm mua này và các cái ví dụ mua các cổ phiếu đó thì chúng ta cắt lỗ ở mức nào đúng không thanh lý cổ phiếu ở mức nào thì trong cái phiên ngày 29 đấy thì, thực ra thì trong các anh chị mà theo dõi kênh Thóc Chứng Khoán từ lâu thì bản thân mình cũng chia sẻ các cổ phiếu cũng khá là nhiều cái mục đích chia sẻ các cổ phiếu đấy á, nó không phải là phím hàng anh chị nhé nó không hề là phím hàng Nó là chia sẻ cho các anh chị một cái quan điểm một cái cách tiếp cận về sàng lọc cổ phiếu và đầu tư cổ phiếu anh chị nhé thì đó chỉ là một số những cái ví dụ thôi trong thực tế chúng ta sẽ không mua được nhiều được như thế và nếu các anh chị mua những cổ phiếu theo gợi ý của Thóc Chứng Khoán thì mình khẳng định là các anh chị cũng đã có những cổ phiếu mà cho các anh chị lợi nhuận của 40 50 60 phần trăm là, là là là, những cái kết quả mà có thể đạt được khi mà anh chị theo dõi các cổ phiếu theo các gợi ý của giáo chứng khoán anh chị nhé thì trong cái phiên ngày 29 này này hoặc là gần đây này thì mình cũng sẽ không tập trung vào cái việc khuyến nghị nữa bởi vì các chị thấy khi thị trường nó chạy là một cái nhịp nhịp khá dài như này thì mình sẽ không gợi ý nữa bởi vì khi mà chúng ta mua là chúng ta tập trung mua nhiều đúng không trong giai đoạn trong suốt cái giai đoạn này nhé chúng ta đều đánh giá thị trường khá là trung lập và tích cực Như giai đoạn này chúng ta đánh giá là thị trường sideways đúng không ạ sau đó thì như thế này chúng ta bắt đầu đánh giá thị trường đi lên và thông thường nếu mua chúng ta sẽ tập trung mua nhiều ở cái giai đoạn là hai đến ba tuần đầu này thì chúng ta sẽ tập trung mua nhiều ở đây đúng không sau khi mua rồi thì các anh chị có thể mua gia tăng mua gia tăng với những cái cổ phiếu mà cho các anh chị lợi nhuận và chủ yếu chúng ta nắm giữ cổ phiếu thôi hiện nay chúng ta cũng sẽ mua nhưng mà rất là ít ít mua anh chị nhé ít mua cổ phiếu thôi và nếu mua ở đây thì ví dụ 29 thì theo công thức theo cái quy tắc của Ken Slim á mua bùng nổ thì sẽ có cổ phiếu nào thì anh chị có thể vào đây các anh chị chọn này, này mua bùng nổ này đúng không ạ thì hình như đâu chỉ có hai cổ phiếu thôi TVS và SM AMS TVS này TVS này đây đây để mua bùng nổ vượt nền này anh chị thấy này sau những cái nhịp nó rũ như thế này khối lượng rất là kiệt như thế này đúng không chỉ nó mua lại mua lại thôi thì đây là một chút bùng nổ này TVS nhé thì khóa này ASM ASM nhé à, AMS AMS các chị thấy đây đây là cổ phiếu chạy được một cái nhịp một là chín phần trăm đây là một cái nhịp mà nó sẽ quay nhé cái khu vực biên quay của nó là 19 phần trăm này các chị thấy đây là một điểm mua bùng nổ này ok đấy chúng ta chỉ có hai cổ phiếu đó thôi tuy nhiên giai đoạn này thì mình cũng sẽ không không tập trung nhiều vào việc khuyến nghị mua cổ phiếu nữa bởi vì nó rất là có thể nó sẽ có những cái hiện tượng điều chỉnh mà nếu chúng ta mua không khéo ấy, mà mua cổ phiếu giá cao á, thì điều chỉnh chúng ta sẽ có thể gặp lỗ đúng không ạ chủ yếu về nắm giữ cổ phiếu thôi anh chị nhé TIA có mỗi cổ phiếu TIA là cổ phiếu kiệt vôn thôi hết cổ phiếu kiệt vôn rồi đấy anh chị thấy đây là một nhịp chạy trước này để rũ bỏ rút chân lên này đúng không ạ đây là phiên test này đây là phiên test này thì mình nghĩ cổ phiếu TIA này nó có thể nó thể liên tiếp được khi dòng tiền vào nó có thể lên được anh chị nhé thì chỉ có ba cổ phiếu đó thôi à, đó là cái cái đánh giá về cổ, cổ, cổ phiếu cho điểm mua trong hai chín nhé các anh chị lưu ý là chúng ta hiện nay hạn chế mua cổ phiếu nhé chúng ta chỉ mua trong tập trung nhiều trong hai cái tuần đầu tập trung nhiều trong hai cái tuần đầu khi mà chúng ta xác định được cái thị trường chung nó có cái dấu hiệu rõ nét hoặc là chúng ta thăm dò mà thấy ổn chúng ta sẽ gia tăng sau đó chúng ta sẽ ôm và nắm chặt cổ phiếu thôi anh chị nhé đó là cái nguyên tắc của mình thì bây giờ đi đến cái phần uh, giả soát danh mục cổ phiếu thì nếu mà giả soát cái đơn giản thì các chị cứ vào và phái xe này các chị nhìn này những cổ phiếu nó trên mà 10 đúng không mà đặc biệt cây lên nữa đấy thì ok nếu các chị cổ phiếu các chị nằm trong những cái nhóm như này thì mình thấy là đây là những cái viên kim cương rồi đây là viên kim cương rồi đúng không các chị không phải suy nghĩ nhiều thì ở đây thì có thể thấy là thứ nhất là có dòng bất động sản rất nhiều này đúng không ạ chứng khoán có một số cổ phiếu nhé hóa chất ngân hàng một số thủy sản nông sản một số nhé sản xuất điện thép và thiết bị vật liệu xây dựng và xây dựng thì có thể nhìn về nếu các anh chị các cổ phiếu các anh chị mà nằm trong cái nhà nhóm bên này thì quá là ổn rồi đúng không đặc biệt là nhà ví dụ như là nhóm xây dựng xây lắp nhé thì mình sẽ đi review các cái danh mục theo yêu cầu các anh chị thì mình sẽ review một số các cái danh mục thứ nhất là xây dựng xây lắp đúng không vừa nãy lướt cho anh chị rồi xây lắp Đó, các anh chị nhìn, nhìn đây những cổ phiếu như này thì là quá đỉnh rồi đúng không như hiện nay các anh chị sẽ không mua được đâu về chúng ta chỉ có thể nằm nằm giữ sắp chốt lời thôi như này nó chạy nó rút rất là mạnh rồi sắp chốt lời rồi anh chị nhé chốt lời được rồi nhé yeah. cg này chốt lời luôn được nhé chạy rất là mạnh vc 7 vc 7 sau khi chạy một điều mua bùng nổ này là nó chạy luôn đúng không l 18 nhé các anh chị nhé cũng rất là mạnh nhé có thể chốt lời được nhé sd 9 nhé ok chạy rất mạnh nhé chờ nắm giữ chốt lời thôi Đấy, TLD nhé, rất là mạnh. 1 C69 nhá Din Capital này cũng chạy rất là kinh này, đúng không? Các chị thấy nó có một nhịp nghỉ đây mà nó chạy. KDM này thì cũng thế, mặc dù chưa về nền cũ nhưng mà nó cũng là cổ phiếu tăng điểm đợt này khá là mạnh như đây là đầu cơ. Đó, DTD nhé, chị nhé, DTD này cũng có các anh chị xem những cổ phiếu này chúng ta đều phát hiện ra hết. Nhá, các anh chị xem lại những cái nhận định các phiên trước, DTD là đều có hết này. TPG này, đúng không? cổ phiếu này có tính chất vô cung một chút nhé chị có tính chất vô cung nhưng các chị thấy nó chạy rất là kinh này các chị thấy nó có thủng ma 10 đâu đúng không sau khi nó bùng nổ vấn đề như này nó chả gần như nó chả nó chỉ có phía này chạm ma 10 đâu còn từ đây đến đây từ giá 40 này lên 80 này chả chả thủng ma 10 một tí chút nào đúng không rất là đẹp đúng không các chị thấy nó rất là mạnh luôn SD6 lại thế này rất là mạnh nhé cũng cho các anh chị từ mua từ 5 lên 7,5 rồi đúng không Tasco lại thế này hút này đúng không rất là mạnh đấy nha, nhà 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 lại thế này rất mạnh này anh chín lại lên này đấy HDD lại thế này đúng không các chị thấy nhóm này có cổ phiếu nào là yếu không chả thể có đúng không rất là mạnh nhá các anh chị nhé, chốt lời được một phần rồi nhá chưa một phần rồi Ok, sẽ nhóm tiếp theo là cái nhóm liên quan đến hỗ trợ kinh doanh. Hỗ trợ kinh doanh thì chưa biết nó là các cổ phiếu nào đúng không? Thì đây là cái phân ngành của bên Phải An anh chị nhé, hỗ trợ kinh doanh thì mình sẽ lên phần hỗ trợ kinh doanh cho các anh chị xem. Tiến hiểu năm thế nào nhỉ? Hỗ trợ kinh doanh có bốn cổ phiếu tốt. Mình xem là những cái cổ phiếu nào nhé. chợ kinh doanh là sau dưới bất động sản này, này sau bất động sản đây hỗ trợ kinh doanh đây các chị vừa trợ kinh doanh đấy các chị thấy một số cổ phiếu này hte này đấy sda này các chị thấy nó tăng rất là mạnh đúng không ạ đây tv 2 sau khi bùng nổ vật nền nó tiếp tục chạy đây đúng không? các chị nằm giữ này đúng không pan pan thì uh cổ phiếu này thì thực ra là hơi lỏng hơi lỏng cổ phiếu này mấy cổ phiếu này thì không chấp đúng không cổ phiếu này không tính đâu à, mấy cổ phiếu tiếp theo là cái nhóm uh, bất động sản bất động sản thì bất động sản thì là rất nhiều cổ phiếu tuyệt vời rồi đúng không ạ đây BCR ok nhé cái chị nằm giữ ok nhé đúng không đích ok nhé cái chị nằm giữ chạy tốt nhé đúng không idg nhé idg đèn đèn đền, đền, đền nó, nó một nền này ví dụ bản thân mình là cũng mua cổ phiếu Energy này từ cái nền dưới này ở những cái điểm mua kiệt vô này này. Đấy, thì lên đây mình đã chốt 30% rồi nhé thì vẫn giữ. Vậy nó tiếp tục nó chạy một nhịp nữa. nếu như cổ phiếu như này thì rất là, là mạnh đúng không ạ? VC3, VC3 nó là một dạng cổ phiếu bó cung nhé Như các anh chị thấy là điểm bùng nổ của nó vấn đề này nó chạy tiếp chạy rất là mạnh nhé VLC đúng không? Đây này, các chị thấy nó chạy rất tốt đúng không? DRH, DRH nhé thì đây là một cái nhịp này, đây là một nhịp nghỉ của nó này. Nhá thì những cái khi nó chạy chạy được một nhịp này đúng không cho nên mình luôn nhấn mạnh là, là cổ phiếu mà có một xương lên và ở kênh trên đúng không sau một cái nhịp mà nó điều chỉnh điều chỉnh đúng không kiệt vôn thì là nó lại tiếp tục nó lại chạy về đường đua của nó tiếp đúng không? rất là mạnh Đấy. TIG này các chị thấy nó cũng chạy nhé Đây là nền một nhé, chạy nhé Đấy. HLD chạy rất mạnh nhưng nắm giữ thôi anh chị nhé những cổ phiếu này nắm giữ là không mua cổ phiếu nào cả HR HR thế nhé CSC nhé đúng không là đây nhá các anh chị xem là những phiên đấy những cái điểm mua bùng nổ này chúng ta đều phát hiện ra hết nhé không có một cổ phiếu nào chúng ta không phát hiện ra cả chắc chắn một điều như thế chỉ có thể là chúng ta phát hiện ra chúng ta mua nhưng có thể là nó sẽ có những cái xác suất đúng đúng không mà mình chia sẻ với các anh chị rồi các anh chị chỉ cần đúng 50 phần trăm là được rồi đúng không như được rồi ở đây được hiểu là như thế nào từ khi mà các anh chị mua mà các anh chị đúng 50 phần trăm đúng được hiểu là các anh chị có lợi nhuận là từ 20 đến 30 phần trăm và không đúng được hiểu là như nào không đúng được hiểu là chúng ta sẽ về, hoặc là lỗ 3 phần trăm hoặc lỗ năm phần trăm hoặc lỗ tối đa bảy phần trăm đấy thì khi mà các anh chị mà giữ giữ được cái nguyên tắc như vậy nhé tức là đúng thì cho lợi nhuận, lợi nhuận lớn mà sai thì cắt lỗ nhanh đúng không tối đa không có bảy phần trăm thì mình đảm bảo là kiểu gì các anh chị cũng có lợi nhuận đúng không ạ đó là cái nguyên tắc của mình hay nói là mềm nắn rắn buông đấy đúng thì phải cho lợi nhuận mà sai thì phải phải sửa ngay đúng không cổ phiếu sell này này đúng không? À, DTA thế, đợi chị đây cổ phiếu này mới cổ sell đúng không? Sell như thế này thì nắm giữ ok nhé, nó chạy được nhé. DTA ok nhé. điểm mua bùng nổ nhé. KBC nhé đúng không? Đây điểm mua bùng nổ này, các chị thấy nó chạy này đúng không? LdG này đúng không? Các chị thấy bùng nổ đây nó chạy này. Các chị trở lại những cái ngày như này nhé. Có thể là trên video hoặc là những cái file mình gửi tặng các chị, chúng ta đều phát hiện ra những cái cổ phiếu như này. Các cái điểm mua này chúng ta đều phát hiện hết đấy, anh chị nhé. Tất cả đều phát hiện hết nhé các anh chị nắm giữ thôi nam long nha nam các anh chị xem lại ngày 14 chúng ta đều phát hiện ra cổ phiếu này nhé các anh chị xem lại video chúng ta đều phát hiện ra cổ phiếu này hết không nó chạy đúng không những chị mua đây thì có gì lo gì mà không có lợi nhuận đúng không ạ những cổ phiếu này đều phát hiện ra hết nhé Đấy, khác này đây là bùng nổ này cái gì này đúng đây là như cái chị thấy đoạn này nó kiệt vô đúng không cổ phiếu khác điện này các anh chị xem lại nhé có chia sẻ với các anh chị các cả, cái cả, cả điểm mua tiền vôn nhé chúng ta đều phát hiện ra cổ phiếu này từ những cái điểm mua này, này. những cái ngày mùng 4 tháng 10 này và điểm mua bùng nổ đấy, các anh chị xem lại ngày mùng 8 tháng 10 này chúng ta đều phát hiện ra cổ phiếu này hết nhé đúng không nếu các anh chị mua bùng nổ nhé tức là mua cao bán cao đấy đúng không giá 43 về các anh chị có giá 51 rồi đúng không không cần không cần phải suy nghĩ gì cả đều là ok cho lợi nhuận rất tốt rồi scl nhé ok nhé l nhé DG nhé g đúng không DG thì đang ở cái vùng kháng cự cũ nhé hai mấy thì có thể nó sẽ đi ngang có thể đi ngang một số tiền đây các chị nhé nhưng mà hiện nay đang chạy tốt nhé các anh chị mua các cái điểm bùng nổ của nó thì đều chạy tốt Đấy, HTC này các anh chị thấy đây đúng không thì mua nổ của nó này ngày 21 9 này các anh chị quay lại anh thấy này chạy rất là mạnh luôn đúng không đến đây nó có một cái nhịp nghỉ thôi đúng không chạy rất là tốt đúng ạ đấy TDC này mạnh này chạy rất là tốt là điểm mua nổ này các chị xem có nhé Nói chung là các chị mà chọn đúng dòng cổ phiếu chọn đúng cổ phiếu thì không lo không có lợi nhuận Đấy Vinhome này hôm tất nhiên nó vẫn trong nền thôi anh chị nhé trong nền như nó đã có dòng tiền quay lại rồi nhé Đấy tip này ok này ok này OGC này, này rất này, này. TTG này thế này ok nhé chị ITA này, NBB này, ASM này, đều các cổ phiếu đều chạy được nhé. Chỉ có cổ phiếu này thì không bỏ qua Vick thì bỏ qua thôi nhé. Nó như nó rất là kiệt vốn rồi này, này, nó rất là kiệt vốn. Nhưng mà nó không phải là cổ phiếu kênh trên. Đấy. Nhà Từ Liêm này đúng không? Rất là mạnh. CCL này, D2D này, đúng không? Các chị mua những cổ phiếu này thì anh chị vì gì phải lo rồi, đúng không? Long hậu này, đúng không? đó ờ, dòng bất động sản rất là mạnh anh chị nhé đấy tiếp theo là mình sẽ đi cái dòng về nông sản nhé nông sản nông sản ở đây các anh chị thấy là nông sản nông sản đây đúng không đây tây đây các anh chị thấy đây đúng điều mua vùng nổ của đây, đây nó chạy luôn tiếp một tát đây đúng không cho bao nhiêu lợi nhuận đúng không ạ từ giá 35 lên giá 59 này đúng không CTP này ok nhé cái chị làm sao ok để mua bùng nổ này TR đúng không Đây để mua bùng nổ này các chị xem lại có hết nhé cổ phiếu chúng ta đều có hết ngày bao nhiêu đây ngày 15 tháng 10 nhé các chị mua lúc với là giá 25 đúng không bây giờ 33 rồi đúng không ạ các chị thấy tuyệt vời đúng không ạ rất là đi đây này đây để mua bùng nổ này Đấy, chạy rất là mạnh các anh chị thấy ok đúng không? ACL nhé, đều ok nhé. VSC lại thế này rất là mạnh này, đây điểm bùng nổ này, đúng không? Các anh chị nắm giữ thôi. SGF, SGF SZ, này nó là một dạng một kiệt vô hôm trước có chia sẻ với anh chị là đây các cái điểm check out này, cái đây là chính là các cái spring này, đây là một test đây là một no supply nhé thì hôm trước mình nói chuyện với anh chị là chúng ta các anh chị có thể mua hoàn toàn là những cái phiên như này hoặc là như phiên này là cũng ok nhé Đấy. Một số có việc dưới yếu thì ơn thêm bỏ qua tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến anh chị cái dòng mà thiết bị vật liệu xây dựng nữa Đây TXP này nó là động cơ nhưng mà tăng rất mạnh này SLCL này VGC này đúng không? VTV này NTP này Đấy, AACC này Đấy, VLB này các chị thấy những cổ phiếu đều rất là ok nhé có một số cái dòng mà các anh chị cũng quan tâm khác nữa như dòng chứng khoán ngân hàng và chứng khoán này ngân hàng thì nó phía dưới ngân hàng thì nó yếu chưa mạnh nhé chị nhé đồng thép này thế này đồng thép này nó mới tăng có một chín thôi phần mềm này phần tại biển này mình sẽ lướt cái dòng chứng khoán nhé dừng chứng khoán cho các anh chị xem một chút Dòng chứng khoán ở chỗ nào đây Đấy, chứng khoán này chị nhé thì đối với cổ phiếu ba cái gì mấy cái dòng này là ngân hàng thép chứng khoán này thì các anh chị có thể mua cổ phiếu Kiệt Vôn được nhé bởi vì khi mua cổ phiếu Kiệt Vôn nếu mà nền nó chắc chắn mà tích lũy tốt đó, thì khả năng nó quay tiếp lại nếu thị trường mạnh nó quay lại nó bật mạnh thì cũng sẽ là cơ hội tốt đấy chị nhé đây thì mình sẽ đánh giá cái dòng chứng khoán này cho các anh chị một chút để các anh chị nhìn, có cái nhìn về dòng chứng khoán mỗi hôm mình sẽ nhận định một số dòng nhé chứng khoán thì có APS ok này các chị nắm giữ nó cứ chạy rồi nó rất mạnh đúng không ạ tiếp BSD này ok này TVS là điểm mua rồi đúng không điểm mua trong phiên rồi Vix này thì VX này thì điểm mua đây này đúng không các chị thấy nó chạy này VND này đúng không đây điểm mua bùng nổ này đây điểm mua kiệt vôn các chị xem lại kênh của mình thì cái phiên này mình đã nói với các chị là mua rồi nhé cái cái phiên này này là mình có nhớ là mình chia sẻ với các chị một số cổ phiếu ví dụ như là cổ phiếu này này, VND này, VCI này, đấy, VCI v... tức là cái phiên này là mình đã phát hiện ra các cổ phiếu chứng khoán chuẩn bị chạy này, mình đã nhắc cái gì chị ở cái phiên này rồi. TBB nhá thì đây là các điểm bùng nổ nhé, mặc dù là nó bùng nổ trong nền nhưng nó đã bùng nổ nhé anh chị nhé. Ừ. AS này thì bùng nổ này, xong chạy này. Đấy. Nói chung các cổ phiếu chứng khoán đều khá là ổn đấy anh chị nhé, nó đều khá là ổn nó không mạnh bằng mấy cái dòng uh, xây dựng xây lắp thôi. Nhưng nó cũng khá là ổn đấy. Cấu trúc là hợp lý anh chị nhé. là các cổ phiếu về chứng khoán. Đấy thì hôm nay mình sẽ mình đã nhận định về cái dòng đấy. Thì nói chung là trong cái giai đoạn này á thì các anh chị nên ưu tiên giữ cổ phiếu. Đặc biệt những cổ phiếu đang chạy trong các cái nhóm ngành mạnh thì các anh chị phải giữ chặt các cổ phiếu nhé. Chúng ta mua thêm hạn chế thôi. Giai đoạn này rất nhiều người FOMO mua nhiều cổ phiếu như theo mình nghĩ không nên nhé. Bởi vì sao? chúng ta sẽ mua tập trung trong vòng hai hai hơn một chút hai đến ba tuần của cái tuần đầu tiên thôi đến cái thị trường nằm im mà chúng ta phải phải nằm im để để chúng, chúng ta hái quả đúng không thu hoạch đúng không ạ bây giờ mà chúng ta nhảy vào chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ không hiệu quả vì giá khá là cao rồi rất nhiều cổ phiếu khá cao rồi rất nhiều dòng cổ phiếu mà chạy rất là mạnh rồi bây giờ các anh chị mua sẽ gặp bất lợi rất là nhiều nha thì các anh chị uh, có thể xem ở trên cái file Excel này để 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 các anh chị có thể đánh giá quản lý danh mục của mình tốt hơn thì hy vọng là những cái chia sẻ này cũng giúp ích được phần nào cho các anh chị trong các hoạt động đầu tư chứng khoán của mình thì các anh chị đừng quên là nhấn nút quả chuông đăng ký kênh để nhận các cái thông tin mới nhất từ Thóc chứng khoán à, cảm ơn các anh chị chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ